Rai chuyền bóng trong một buổi tập cùng Arsenal trên đất Mỹ. Ảnh Arsenal FC trả lời câu hỏi về phong cách thi đấu và sự tiến bộ của Arsenal mùa trước. Cựu cầu thủ West Ham đã dành lời khen ngợi cho đội bóng này. Anh nhận xét rằng Arsenal hiện là một tập thể trẻ tràn đầy năng lượng, khát khao chiến thắng và luôn áp đảo đối thủ từ trận mở màn gặp Crystal Palace. Sự xuất sắc của Arsenal dưới dàn huấn luyện viên Arteta đã thu hút sự chú ý không chỉ từ anh, mà còn từ nhiều cầu thủ khác ở West Ham và cả anh. Đối đầu với Arsenal, với phong cách chơi bóng của Arteta, thực sự là một thử thách khó khăn. Cầu thủ cũng chia sẻ về những tuần đầu tiên ở Arsenal. Anh nhấn mạnh rằng năng lượng tại câu lạc bộ rất tích cực và hướng đến chiến thắng. Mọi thành viên của đội bóng đều tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất và không ngừng cải tiến. Sự tập trung và tâm huyết này đến từ tinh thần lãnh đạo của huấn luyện viên Arteta, người đã thể hiện tài năng và kiến thức tâm lý xuất sắc trong vai trò của ông. Môi trường ở Arsenal rất hòa đồng và tôi đã cảm thấy như ở nhà, không cảm thấy là một cầu thủ mới. Arsenal không chỉ là một đội bóng trẻ, mà còn được ghi nhận là một đội bóng có phong cách chơi bóng đá đẹp mắt và sáng tạo. Phần lớn cầu thủ của đội bóng đều trẻ, đầy nhiệt huyết và luôn sẵn lòng chạy đua và đấu tranh trong suốt 90 phút trên sân cỏ. Huấn luyện viên Arteta đã mang đến một sự thay đổi tích cực trong cách Arsenal tiếp cận trận đấu, từ cách triển khai chiến thuật đến cách tạo đột phá và ghi bàn. Arsenal đã chứng minh khả năng cạnh tranh và tạo ra những trận đấu hấp dẫn, đồng thời khẳng định lại vị thế của mình trong giải ngoại hạng Anh và các giải đấu khác. Đội tuyển Hàn Quốc cũng hưởng lợi từ trận giao hữu với Arsenal. Trận đấu này giúp đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc cũng nhận xét rằng Arsenal là một đối thủ mạnh và hấp dẫn để thử sức với đội bóng của họ. Đối đầu với một đội bóng đẳng cấp như Arsenal sẽ giúp đội tuyển Hàn Quốc nâng cao kỹ năng, chiến thuật và tinh thần đấu tranh trong mỗi trận đấu. Nhìn chung, trận giao hữu giữa Arsenal và đội tuyển Hàn Quốc mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa. Đối với Arsenal, đây là cơ hội để thử nghiệm sức mạnh và tiến bộ của đội bóng trước khi bước vào các giải đấu quan trọng. Đối với đội tuyển Hàn Quốc, đây là cơ hội để trau dồi kỹ năng và tinh thần đấu tranh, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong các giải đấu châu lục và quốc tế. Tôi nghĩ với cách mà Arsenal thi đấu trong 2-3 năm qua, luôn có quan điểm cho rằng họ sẽ không thể vô địch ngoại hạng Anh hoặc họ đá không đủ tốt. Nhưng tôi không nhìn nhận mọi thứ như vậy. Tôi thấy Arteta cải thiện đội hình hàng năm. Các cầu thủ đều tiến bộ, tiến lên một cấp độ khác và Arteta đã nói với tôi về vị trí, cách muốn tôi thi đấu như thế nào và tầm nhìn dành cho Arsenal. Thực sự rất thú vị khi trở thành một phần của dự án này là đưa Arsenal giành những danh hiệu lớn. Tôi không nghĩ Arsenal còn cách xa tham vọng đó. Rõ ràng năm nay chúng tôi sẽ chịu áp lực đoạt danh hiệu và tôi nghĩ chúng tôi muốn áp lực đó. Bạn muốn giành danh hiệu, thi đấu tại cấp độ cao nhất và tất cả các cầu thủ đều được thúc đẩy, tràn đầy động lực và điều đó đến từ Arteta. Arteta thuyết phục anh thế nào? Và anh cảm thấy bộ kỹ năng của mình có thể cải thiện Arsenal thế nào? Tôi không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Những điểm mạnh là những gì đã đưa tôi đến đây. Tôi đang ở trong hệ thống thi đấu hoàn toàn khác, nhưng tôi không cần thay đổi cách chơi. Tôi chỉ cần cải thiện thêm một số thứ. Vì vậy, hy vọng tôi có thể làm điều đó với sự hướng dẫn của Arteta, học cách chơi của toàn đội và thích nghi. Sẽ mất một thời gian, nhưng tôi chắc chắn rằng một khi tôi làm quen và cải thiện, tôi sẽ tiến tới cấp độ cao hơn. Các buổi tập diễn ra như thế nào và yêu cầu chiến thuật của Arteta ra sao? Mọi thứ thực sự điên rồ. Tôi đã nhìn nhận bóng đá qua một lăng kính hoàn toàn khác. Bạn nghĩ rằng mình biết bóng đá khi lớn lên và thi đấu, nhưng khi gặp những huấn luyện viên như Arteta, bạn nhận ra mình không thực sự biết bất cứ điều gì về bóng đá. Có một sự tỉ mỉ, chi tiết, và họ muốn bạn hiểu rõ từng khía cạnh trong trận đấu. Bạn có thể thấy sự phản ứng và mục tiêu mà họ muốn đạt được, và đó là điều tuyệt vời. Rõ ràng, cách mà tôi thi đấu ở West Ham hoàn toàn khác với cách chơi của Arteta. Vì vậy, tôi sẽ mất một thời gian để thích nghi. Nhưng tôi thực sự háo hức học hỏi để cải thiện, đặt câu hỏi, thực hiện những bài tập một người để tiến bộ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Hy vọng rằng khi mọi thứ bắt đầu ăn khớp, Arsenal sẽ trở nên tuyệt vời. Vừa tới Arsenal, anh tự thấy thi đấu ăn ý với cầu thủ nào ở đội rồi? Đó là Leandro Trossard từ ngày đầu tiên tới Arsenal. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu. Tôi ngồi cạnh Trossard trên máy bay và dành nhiều thời gian với cậu ấy. Tôi thực sự thân thiết với Trossard. Trong những lần đụng độ trước đây, Trossard gây ra nhiều khó khăn, nên giờ thật tuyệt vì cậu ấy là đồng đội. Những cầu thủ Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp khác cũng vậy, mọi người đều rất tuyệt vời. Nhìn từ bên ngoài, Arsenal giống như một đại gia đình. Và đó chính xác là những gì bên trong phòng thay đồ và điều đó thực sự tốt. Phí chuyển nhượng kỷ lục khiến anh chịu áp lực thế nào? Có áp lực chứ, nhưng tôi chỉ cố gắng hoàn thành những gì trong tầm tay. Tôi không thể kiểm soát được những gì hai câu lạc bộ đàm phán. Điều đó rõ ràng được xác định dựa trên việc tôi đã chơi ổn định như thế nào trong vài năm qua và mức giá yêu cầu của West Ham. Tôi chưa thực sự nghĩ về mức giá một lần nào. Tôi được đưa đến Arsenal với lý do là thể hiện mình, thi đấu, cố gắng cải thiện đội hình, cố gắng giành các danh hiệu. Hy vọng tôi có thể đóng góp cho thành công của đội bóng và đạt được những thành tích đáng tự hào cùng Arsenal.